Sản xuất hoa tươi đang là một hướng đi có hiệu quả trong việc tăng giá trị và giải quyết việc làm cho lao động vùng ven đô sau thu hồi đất. Để giúp nông dân tiếp cận nhanh với các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng hoa, trong những năm gần đây, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã liên kết chuyển giao cho nông dân. Đây là năm thứ ba gia đình chị Nguyễn Thị Thắm ở xã Nghi Kim, thành phố Vinh đưa cây hoa ly vào trồng. Năm ngoái gia đình chỉ trồng 1.000 gốc hoa ly và thu được gần 40 triệu đồng. Năm nay, ngoài giống ly sóc bon mà năm ngoái gia đình chị đã từng trồng, chị còn mạnh dạn đưa vào hai giống ly mới vì đã liên kết được với bộ môn rau hoa của Viện Khoa học Kỹ thuật Bắc Trung Bộ. Từ khâu giống đến phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật trồng, chăm sóc, gia đình chị đều được sự hỗ trợ tích cực của các cán bộ của viện. Hoa được 3 năm rồi, nhưng mà 2 năm thì là có của các anh bên Viện Khoa học Bắc Trung Bộ về hướng dẫn và cho anh em làm. Vừa thứ nhất là lấy giống cho anh em làm này, thứ hai là hướng dẫn kỹ thuật cho anh em làm này. Rồi vợ chồng cũng thấy cũng có nguồn thu nhập. Còn đây là khu vực trồng hoa khảo nghiệm của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ. Rất nhiều giống hoa ly đã được viện đưa vào trồng thử nghiệm trong năm nay. Qua đó chọn lọc được các giống hoa có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương để từ đó chuyển giao tiến bộ khoa học này cho nhân dân trong vùng Bắc Trung Bộ. Thì viện chúng tôi đã chọn tạo được một số cái giống hoa và để chuẩn bị công nhận các cái giống đấy để phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng Nghệ An cũng như Bắc Trung Bộ nói chung. Thì đối với giống hoa ly thì chúng tôi đã chọn tạo và đã khẳng định được hai cái giống hoa. Đấy là giống hoa Rubina là giống hoa đỏ để thay thế cái giống sóc bon mà đã triển khai trồng ở Nghệ An cách đây từ 5 đến 6 năm. Và cái giống thứ hai là giống Belladonna, giống hoa màu vàng. Hai cái giống này nó có ưu điểm là thời gian sinh trưởng nó ngắn hơn và nó chống chọi được các loại điều kiện sâu bệnh tốt và chống chọi được cái điều kiện bất thuận của thời tiết và rất phù hợp với thời tiết khí hậu của Nghệ An. Năm nay, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đưa nhiều giống hoa vào nghiên cứu, chọn tạo để chọn lọc được các giống hoa mới có chất lượng nhằm chuyển giao cho nhân dân trồng. Không những thế, trong những năm gần đây, viện còn liên kết với các hộ dân ở Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, thành phố Vinh để phát triển nghề trồng hoa. Trong đó, viện sẽ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, đồng thời cấp giống, phân bón và thuốc bảo vệ. Với cách làm này, đã giúp người dân nắm bắt được tiến bộ khoa học kỹ thuật và chủ động trong nguồn cây giống hoa. Về giải pháp thì đầu tiên là về con người thì viện đã tập trung là chuyên cho một cái bộ phận gọi là bộ môn rau hoa, thì đã tờ cử cán bộ chuyên trách chuyên sâu về cái này, đặc biệt là như đồng chí Hải, đồng chí Giáp và một số đồng chí cũng là có kinh nghiệm 5-6 năm làm hoa. Thế là về chiến lược thì về kỹ thuật điều khiển hoa cũng như trồng hoa và điều khiển hoa cho nó đúng với cái vừa ra làm và ra hiệu quả thu hoạch, cái hiệu quả thì cũng là tương đối tốt. Thứ hai nữa cũng là tìm kiếm các cái chương trình dự án để là cùng với viện, cùng với bà con nông dân để mở rộng các cây hoa có giá trị cao. Đồng thời cũng song song là hoa giá trị cao thì cũng là tổ chức sản xuất nhân những cái hoa thông dụng như hoa cúc để phục vụ cho sản xuất tiêu dùng hàng tháng hàng ngày của cái vùng địa phương. Cùng với sự phát triển, diện tích đất nông nghiệp của nông dân vùng ven đô và vùng thị trấn thị tứ đang ngày càng bị thu hẹp. Vấn đề tạo việc làm cho lực lượng lao động sau thu hồi đất vẫn đang là thách thức đối với nhiều địa phương. Phát triển nghề trồng hoa đang là một hướng đi thích hợp để tạo việc làm cho lao động sau thu hồi đất. Và đây cũng là hướng đi đã được nông dân tiếp cận bởi nó mang lại hiệu quả cao.